Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Hôm nay trong cái clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe. Vao là một trong những cái dòng mà rất là nhiều bạn trẻ ưa chuộng luôn. Rồi SH, Vision, rồi AB. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có ông Trang hỗ trợ giới thiệu không, mời Trang ạ. Hello, xin chào tất cả mọi người ha. Lại là Trang đây, cảm ơn mọi người đã click vào video mới nhất ở bên cửa hàng bên Trang ha. Đầu tiên này, trong chương trình tân lỵ hiện tại này, mới nhất luôn, Thiên cập nhật cho mọi người, xả lũ cho mọi người dòng Vario 125. Hiện tại nha, đối với dòng này sẽ để giá cho mọi người luôn chỉ còn 35 triệu đồng một em. Em này sẽ là 37 triệu đồng cho phiên bản khóa Smart Drive, bao thuế VAT 10% cho anh chị em mình luôn ha. Mọi người mua góp thì chỉ cần trong ngay dòng này giúp tăng từ 3 triệu thôi. Ghé cửa hàng khi lên bớt chào gặp Trang sẽ bớt ngay cho mọi người 1 triệu đồng tiền xăng xe đi lại nữa ha. Nhớ là phải lên cửa hàng có liên hệ trực tiếp với Trang mới được ha. Nói chung về xe thì bên Trang cửa hàng Trang rất là nhiều dòng, cho nên là anh chị em mình á, định mua dòng nào thì mọi người cứ nhắn tin trực tiếp qua số Zalo của Trang hoặc là comment trực tiếp ngay bên dưới để Trang tư vấn hỗ trợ cho mọi người ha. Ok, đến với một cái phiên bản bên cạnh Trang đây, một cái màu phiên bản màu sơn 3D vàng bạc nha mọi người. Hiện tại cũng đang sale đồng giá cho anh chị em mình luôn, hiện tại cũng chỉ có giá là 35 triệu đồng. Sơn 3D thì mọi người chỉ cần cộng lên phí sơn giúp Trang đúng 1 triệu đồng trên màu thôi ha. Nói chung về màu thì bên Trang màu gì cũng có cả, cho nên là mọi người cứ yên tâm ha. Ok, xám cam đen cũng vậy, cũng siêu hot hàng luôn, hoặc là xanh nha mọi người. Xanh này gọi là xanh Smart Cây, xanh Zin nha mọi người, cũng chỉ có giá là 37 triệu đồng thôi. Hoặc là một cái em gọi là xanh đồ 3D lên, xanh dương á mọi người, xanh đen á, cũng đang để giá cho mọi người luôn, cũng chỉ có giá là 36 triệu đồng một em thôi. Cũng trả trước trong này giúp Trang khoảng từ 3 triệu là mình đã có thể lưu hồ sơ mua góp rồi đấy ha. Một cái bảng màu đang siêu hit hot, cũng không thể nào bỏ qua được xám căng, xám ánh tím cho mọi người, cũng đang sale cực kỳ là sốc luôn. Hoặc là cái này là gọi là xám xanh đen, đỏ đen, rồi là trắng zin đó, full màu anh chị em mình luôn. Cứ mặc định khóa thường là 35 triệu, khóa Smart Key là 37 triệu nhá. Lên cửa hàng gặp Trang còn bớt ngay cho mọi người thêm 1 triệu đồng tiền xăng xe nữa, cho nên là mọi người cứ yên tâm ha. Rồi, chuyển qua tới một phiên bản SH còn kia đây. SH nha mọi người. SH trong chương trình tuần lễ hiện tại đối với phiên bản SH 125 trừ giá cho mọi người luôn chỉ còn là 74 triệu đồng một em, bao thuế VAT 10%. Đối với mà phiên bản xanh ABS sẽ là để cho mọi người luôn 82 triệu đồng một em nha, ba màu trắng đỏ xanh này. Kèm theo đó có thêm xám xi măng. Trên cửa hàng trả trước giúp Trang từ 15 triệu là mình có thể riêng ngay dòng xe này về ha. Đặc biệt hơn hỗ trợ cả vẹn gốc và gói cửa lãi suất là cực kỳ là ưu đãi. Nhớ là nói chung là cứ mặc định rồi lên cửa hàng alo cho Trang thì Trang sẽ hỗ trợ cho mọi người một combo quà tặng cực kỳ là nhiều phần quà nhá. Kèm theo đó là giảm thêm cho mọi người 1 triệu đồng tiền xăng xe đi lại nữa ha. Ok, thì đến với một cái phiên bản mà màu đỏ, màu đen nha mọi người. Đen này thì gọi là 160 phiên bản xanh ABS nha mọi người. Hiện tại cũng đang giảm, đang chờ giá cho mọi người luôn. Hiện tại cũng chỉ có giá là 102 triệu đồng thôi, bao VAT luôn. Bao gồm có màu đen này, xám xi măng này mọi người, trắng đỏ xanh cho mọi người luôn ha. Còn đối với phiên bản CBS thì chỉ có giá là 90 triệu đồng thôi. Dòng này mọi người cũng cầm ngay giúp Trang từ 30 triệu là mình đã có thể lên hồ sơ mua góp rồi đấy ha. Đấy, full màu cho anh chị em mình lựa chọn luôn. Đặc biệt có một màu siêu hot mọi người. Em này để cho mọi người luôn cũng chỉ có giá là 102 triệu đồng thôi nha. Rồi. Ok. SH1 nè mọi người. SH1 là một trong những cái dòng mà đợt này gần như là đang xả ra, có một dòng đang xả ra ha. Đó là màu xám xi măng nha mọi người. Còn đối với cái dòng này thì chủ yếu là các bạn nữ chuộng rất là nhiều luôn. Thì hiện tại mức giá của nó có như nào em? Đối với phiên bản SH Mod nha mọi người. Mod gồm có xám xi măng. Hiện tại nhá, sale đầu tiên thì nói về cái phiên bản rẻ nhất cái đã là ba màu trắng đỏ xanh, sẽ sale đồng giá là 58 triệu đồng. Còn đối với phiên bản xám xi măng nha mọi người, chờ giá thì mọi người luôn chỉ còn 63 triệu đồng một em thôi, bao thuế VAT 10% cho anh chị em mình luôn. Cầm ngay dòng này giúp Trang khoảng từ 15 triệu là mình đã có thể lên hồ sơ mua gót rồi ha. 10 đến 15 triệu nhá. Ok, Vario. Vario 160 sẽ là 40 triệu đồng một em cho phiên bản xanh CBS nha mọi người. ABS sẽ là 50 triệu đồng. Còn okay, Vario 125 thì full màu, Trang sẽ quay thêm cho mọi người một vài màu cực kỳ là hot này mọi người ha. Future thì cũng chỉ có giá là 31 triệu đồng một em cho phiên bản bánh căm. Bánh mâm sẽ là 33 triệu đồng một em. Đặc biệt ra đó thì phiên bản 2024 thì cũng đã về hàng rồi, cho nên anh chị em mình định mua phiên bản 23 hay 24 thì cứ nhắn tin trực tiếp qua cho Trang, Trang gửi màu gửi hình cho mọi người cụ thể hơn nha. Chỉ giá đầu chỉ từ 31 tới 33 triệu đồng. Góp dòng này cũng cầm ngay dòng này giúp Trang từ 3 triệu là mình đã có thể lên hồ sơ mua góp rồi ha. Vision.
Vision, Vision thì hiện tại đang chờ giá mọi người luôn, giá sẽ dao động từ 30.500 tới 37 triệu, bao gồm nó có phiên bản tiêu chuẩn màu đen nhẹ, đen bóng là 30 năm này, cao cấp là 32 năm, đặc biệt 35 năm và thể thao sẽ là 37. Riêng phiên bản cổ điển của năm 2024 mới ra này mọi người, em này sẽ là 35.500 ha. AB. AB thì cũng chỉ có giá là 38 triệu đồng một em thôi. Cho phiên bản tiêu chuẩn gồm có màu đỏ và màu xanh, còn đối với mà phiên bản đen nhám sẽ là 42 triệu đồng. AB 150 160 sale đồng giá chỉ còn là 53 triệu đồng một em thôi nha mọi người ơi. Bao xỉ VAT, trả trước giúp Trang từ 10 triệu là mình đã có thể lên hồ sơ mua gói rồi ha. Ok, thì đó là giá xe, anh em nào mua thì chịu khó liên hệ. Cảm ơn chị Hoàng đã xem clip, xin chào và hẹn gặp lại.